Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À quý vị thân mến, uh, trong cái tháng 3 âm lịch ấy, thì là một cái tháng mà có rất nhiều cái ngày ngày lễ đặc biệt đúng không ạ? Như là gì? Chúng ta sẽ có ngày mùng 1 tháng 3, đúng không? ngày mùng 1 này. Thứ hai là gì? Cái Tết Thanh Minh, thứ ba là cái Tết Hàn Thực. Và có một ngày cực kỳ quan trọng mà cả nước được nghỉ, đó chính là ngày Dỗ Tổ Hùng Vương. À, như chúng ta đã biết, ấy, cái lễ dỗ tổ Hùng Vương ở đền Hùng còn gọi là cái dỗ tổ đấy là một trong những cái lễ hội lớn trong năm để tưởng nhớ đến cái công lao lập nước của các vua hồng, à, những vị vua đầu tiên của của dân tộc đúng không? Thì dù đi đâu làm gì thì mọi người cũng không ai là không nhớ đến những cái câu thơ ví dụ như là dù ai đi ngược về xuôi những ngày dỗ tổ mùng 10 tháng ba à, khắp miền truyền mãi câu ca à, nước non vẫn nước non nhà ngàn năm. Đó. Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương nó diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại đền Hùng ở Việt Trì Phú Thọ. À, trước đó hàng tuần thì người ta cũng diễn ra nhiều cái lễ hội với nhiều các hoạt động văn hóa dân gian và nó kết thúc khoảng vào sau ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch đấy thì sẽ rước kiệu tại đền thượng. Vậy thì trong cái thời gian từ nay đến mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày ngày Tổ Hùng Vương ấy thì nói chung là chúng ta cũng sẽ được nghỉ một vài ngày có nơi nghỉ một ngày có nơi nghỉ hai ngày để mà tiến hành đi dỗ tổ đúng không ạ? Dỗ tổ hoặc đi tham quan du lịch. À thưa quý vị, và từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch chúng ta sẽ có năm con giáp cực kỳ là may mắn, vận trình thì hanh thông, tài lộc thì được vượng phát trong thời gian này. À, vì vậy mà quý vị đừng có mà lo lắng, nếu mà trong thời gian này quý vị vẫn còn đang khó khăn thì chỉ cần nỗ lực một chút xíu thôi là quý vị cũng sẽ có được những cái thành công rực rỡ và cái may mắn nó cũng sẽ đến với quý vị trong cái thời gian sắp tới đây và trong thời gian từ nay đến mùng 10 tháng 3 ấy, thì là một cái thời gian mà để cho quý vị có thể là gì thảnh thơi nghỉ ngơi suy nghĩ và đặt ra được những cái mục tiêu xa hơn trong cuộc sống để giúp cho chúng ta có cái cơ hội đổi vận từ giờ đến cuối năm được giàu sang phú quý vinh hoa thì vinh hiển đấy. cuộc sống thì an nhàn và hạnh phúc Đấy. vậy thì trong thời gian từ nay đến ngày dỗ tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch ấy, thì con giáp nào là con giáp được thần tài chiếu mệnh đấy được thần may mắn gọi tên và dễ có cơ hội là gặp được cơ hội là trúng số đời đời xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, thưa quý vị thì con giáp may mắn đầu tiên trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 ngày rỗ tổ hùng vương ấy thì đó chính là những người tuổi tý à, thưa quý vị à, trong tháng 3 âm lịch thì những người tuổi tý có nguyệt lệnh là một đất thai nó dự báo bên trong những người tuổi Tý đang có cái sự thay đổi mạnh mẽ. À, có thể trước đây các bạn chưa nhận ra, nhưng cho đến khi người nhận thấy thì lại có những cái kết quả bất ngờ. Đặc biệt là trong thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 ngày giỗ tổ hùng vương. À, sau một hành trình dài từ đầu năm đến giờ, các bạn luôn cảm thấy vất vả khó khăn. Ấy, thì bây giờ các bạn cũng sẽ nhận được những thằng quả xứng đáng dành cho mình. Những người tuổi Tý thì nói chung ấy, trong thời gian tới đây ấy, cũng có một cái sự nghiệp cực kỳ thuận lợi. À, các bạn sẽ trở thành những người có trách nhiệm hơn nên là luôn chủ động giải quyết những công việc nó thuộc trách nhiệm của mình không hề đùn đẩy cho những người khác à, thậm chí các bạn còn sẵn sàng ra tay hỗ trợ giúp đỡ cho những người khác nữa và vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệm của mình đã biết cho mọi người để cải thiện cái kỹ năng làm việc cũng như là để gia tăng cái hiệu suất công việc riêng chính vì thế mà những người tuổi tý sẽ nhận được về nhiều lời cảm ơn trong cái thời gian này nói chung ấy đặc biệt trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 ấy, thì những người tuổi tí nói chung ấy, cũng được khuyến khích dành thêm thời gian cho công việc và thêm được cái định hướng chi tiết cũng như là cái kế hoạch cụ thể cho tương lai khi mà kiểm soát được chúng thì các bạn sẽ không còn phải quá lo lắng với những cái kết quả nữa thì nhìn chung ấy cái thái độ khiêm tốn cùng với cái sự nhiệt tình chăm chỉ của các bạn ấy thì cũng được mọi người đánh giá cao Đấy. À, nói chung ấy quý vị cũng đặc biệt lưu ý từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì nó cũng sẽ mọi việc nó cũng sẽ được hanh thông thuận lợi và xuân sẻ hơn trước rất nhiều à, mọi kết quả thì cũng đang được tiến hành theo những cái gì mà các bạn đã dự tính từ trước đó nhờ thế mà thu nhập của những người tuổi tý cũng có nhiều cái cơ hội được gia tăng trong thời gian này bên cạnh đó cái vận may nó cũng đang tới những người tuổi tý cũng có hãy tự tin đón nhận những cái sai lầm trong quá khứ ấy, thì cũng không quyết định được cái vận may trong tương lai của các bạn do đó các bạn hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn của mình và thời gian từ nay đến ngày dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch nó sẽ hứa hẹn nhiều người có sẽ có được một cái doanh thu lớn đổ về tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi như thác lũ. À, bên cạnh đó nếu mà bản mệnh đang muốn khởi động làm một cái công việc mới nào đó hoặc là làm thêm để có đồng ra đồng vào thì cũng nên bắt tay vào thực hiện ngay trong tháng 3 này do có cục diện tam hợp tương trợ giúp đỡ. Lại gì đặc biệt là trong mấy những ngày tới đây từ nay đến mùng 10 tháng 3 âm lịch lại được gì thần may mắn luôn chiếu mệnh đứng ở bên cạnh dù thời gian đầu có hơi khó khăn hoặc là gì kiếm chỉ được một chút thôi nhưng mà tương lai sẽ hứa hẹn các bạn có thể làm một cái khoản thu cực lớn hoặc là thậm chí trở thành cái thu nhập chính của bản mệnh bên cạnh đó trong thời gian tới thì lại có gì có chính tài nó ghé thăm vậy nên là trong cái thời gian này thì hứa hẹn những người tuổi tý sẽ có những cơ hội dồi dào à cho dù đó là tiền bạc hay là gì à, chỉ để thỏa mãn những cái mặt cảm xúc của bản thân. À, bên cạnh đó, thì quý vị cũng nên tận dụng cái thời gian tốt đẹp như thế này để mà gì tập trung vào kiếm tiền, hạn chế những hoạt động mua sắm không cần thiết nhằm thỏa mãn cái sở thích, chất thời của bản thân. À, quý vị càng gì cải thiện cái kỹ năng kiếm tiền thì hứa hẹn các bạn sẽ càng có thêm nhiều cái tiền bạc đổ về túi trong tương lai. Bên cạnh đó, nói chung ấy thì ngoài cái tiền bạc hanh thông công việc thì thuận buồm xuôi gió thì cái cục diện tam hợp của tháng thân tí thìn thì nó cũng sẽ thúc đẩy uh, những cái mối quan hệ tích cực nó là cái dấu hiệu để mà triển khai công cái, cái vận trình tình cảm nó được thuận lợi hanh thông những người còn độc thân thì trong thời gian này cũng sẽ tích cực hơn uh, trong cái việc tham gia vào các buổi gặp gỡ giao lưu hoặc là mở rộng cái mối quan hệ xã giao của mình à, tăng khả năng gặp được những người phù hợp à, nếu mà đã có đôi có cặp thì cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy thì ngày càng thêm khăng khít và thêm hạnh phúc dù bận rộn thì hai người cũng vẫn dành thời gian cho nhau à, các bạn cũng sẽ rất quý trọng cái cách người ấy chăm sóc mình trong thời gian này với các cặp đôi mà đang có mâu thuẫn thì các bạn cũng chỉ cần cố gắng thực hiện cái cam kết sẵn sàng gì thay đổi theo cái chiều hướng tích cực thì các bạn cũng sẽ nhận được cái sự bao dung đấy. và đón nhận được uh, gì một tình cảm tốt lành từ nửa kia của mình mọi thứ sẽ trở lại hanh thông vui vẻ à, như chưa có chuyện gì từng xảy ra Dường như trong thời gian này có điều gì đó đang âm thầm ấp ủ và sẽ thay đổi cái cuộc sống của những người tuổi Tý theo chiều hướng là tích cực và tốt đẹp hơn. À, các bạn sẽ cần thêm cái nguồn lực để giúp đỡ. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái cơ hội tốt đẹp này, đặc biệt trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đó. À, bên cạnh đó để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày dỗ tổ hùng vương ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi mão. À, quý vị thân mến, những người tuổi mão là những người lanh lợi lại có khiếu hài hước, Họ là những người thích quan hệ rộng, thích giao tiếp và cũng gì được mọi người đặc biệt mà yêu mến. Đó cũng là cái lý do mà khi họ bắt tay vào bất cứ cái việc gì thì cũng được người khác nhiệt tình giúp đỡ. Mọi việc cứ thế mà thuận buồm xuôi gió từ nay đến cuối năm. Đó. À, đặc biệt trong thời gian tới thì lại có gì cắt tinh nó chiếu mệnh, nó mang đến những cái dấu hiệu khả quan cho cái sự nghiệp và cái công việc của những người tuổi mão trong thời gian này. Thì đây cũng là cái thời điểm các bạn vừa mới chấm dứt một cái hành trình vất vả. Xong, cái hành trình ấy cũng mang đến cho các bạn những cái tín hiệu đáng mừng trong tương lai và đưa ra cho quý vị, quý vị những cái kinh nghiệm, những cái 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 cách nắm bắt đến cái thị trường và sẽ giúp quý vị đạt được những mục tiêu lớn lao hơn nữa. Bên cạnh đó, một số quyết định sáng suốt của gia chủ trong thời gian này thì cuối cùng cũng mang lại cái lợi ích và cái kết quả đáng mừng cho mọi người. À, các bạn sẽ cảm thấy tự hào khi mà những cái hy sinh của bản thân mình là hoàn toàn xứng đáng. À, thưa quý vị à, không ít những người tuổi mão sẽ dám bắt đầu thực hiện những cái khởi động quan trọng hào hứng với những cái niềm vui những cái tin vui trong công việc những cái thay đổi tích cực về cái phong cách sống hay là ngoại hình lẫn cái gì cái sức khỏe và tinh thần bên cạnh đó trong thời gian này về mặt tài lộc ấy thì công việc nói thông, đó là tài lộc của những người tuổi mão cũng cực kỳ là vượng phát đấy nó thực sự là rực rỡ và có khá nhiều những cái niềm vui về tiền bạc nó đến với những người tuổi mão trong thời gian này giúp cho các bạn không những trang trải đủ cuộc sống mà còn gì có cái tiền đầu tư thì kinh doanh hoặc là mở rộng cái quy mô của mình đấy và bên cạnh đó quý vị cũng không phải lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống nữa à, tốt hơn hết những gia chủ tuổi Mão không nên so sánh hoàn cảnh của mình với bất cứ ai xung quanh vì mỗi người thì đều có một cái số mệnh riêng có một cái phúc phần riêng Nếu bạn muốn giàu có hơn thì quý vị hãy không ngừng nỗ lực cải thiện cái kỹ năng cải thiện cái cuộc sống cải thiện cái cái năng lực làm việc của mình thì khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 này cũng khuyến khích những người tuổi Mão hãy dùng một phần tiền bạc của mình để làm việc thiện giúp đỡ được những người khác khi mà khó khăn. Đấy, dù chỉ một phần nhỏ thôi nhưng mà cho đi các bạn cũng sẽ cảm thấy mình giàu có và sung túc hơn những người khác. À, tiếc rằng trong ngày hôm nay thì gặp cục diện ngũ hành xung khắc lại thêm gì? Cục diện Thìn và Mão là là lục hại. Nên là trong cái tháng 3 ấy, thì cái vận trình nó vẫn còn gặp nhiều trắc trở một chút. Cái ngũ hành xung khắc nó cũng nhắc nhở những người tuổi Mão cần phải thận trọng hơn trong cái chuyện tiền nong. À, có thể vì vội vàng mà các bạn sẽ có gì chút nhầm lẫn hoặc để mất tiền mất bạc. Nếu có thể thì hãy nhờ những người khác kiểm tra kỹ những thông tin, những giấy tờ trước khi mà đi di chuyển. Bên cạnh đó, trong thời gian này nó cũng còn bị một vài ảnh hưởng của những cái hung tinh, nó cũng dễ khiến cho những người tuổi Mão tâm lý sẽ bị bất ổn, sẽ sinh ra cảm giác là ghen tuông, nghi kỵ, nghi ngờ nửa kia. Nói chung ấy, trong cái thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 3 âm lịch thì những người tuổi Mão nên mạnh dạn bày tỏ cái những cái điều mà mình cảm nhận được, những cái mong muốn của bản thân đấy với đối phương, một cách là chân thành để họ có thể là thấu hiểu bạn hơn và uh, dễ dàng từ đó duy trì được mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp và hạnh phúc. Đôi khi những cái hiểu nhầm nó xảy ra ấy, cũng chỉ là vì mọi người không giỏi nắm bắt cái tâm lý của nhau mà thôi. Quý vị hãy dành thêm thời gian để chia sẻ và uh, biết cách chiều chuộng bạn đời hơn. Uh, những người nam mệnh thì phong lưu trong thời gian này lại càng có nhiều phái nữ mà yêu mến thậm chí còn chủ động theo đuổi nữa. Cái điều này nó khiến cho các bạn có chút ngại ngùng, lại có chút là hào hứng vì tò mò. À, xuất hiện cái cục diện là lục hại, thìn mão trong cái tháng ba lịch thì nói chung ấy nó cũng là một cái lời nhắc nhở bản mệnh cũng không nên gọi là tin người quá. Cho dù đó là người thân, vì nói chung ấy mọi người cũng không được tốt đẹp như các bạn nghĩ đâu. Và các bạn đặc biệt phải cẩn thận nhé, cẩn thận suy xét mọi tính toán khi mà cần thiết. Bên cạnh đó để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là cái tài sản của mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão đó là con giáp may mắn thứ hai à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. thưa quý vị, nói chung ấy, từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì những người tuổi tỵ nói chung là có một cái tinh thần khá là mạnh mẽ, khá là sông sáo thì đây là cái tiền đề là cái tín hiệu rất tốt cho cái sự thành công trong tương lai. Cái sự nhiệt tình này sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì lại có gì có thiên ấn nó ghé thăm nó còn khuyến khích những người tuổi tỵ nên tập trung vào các khía cạnh sáng tạo, đó mới là những cái việc mà mang đến cho bản mệnh những khoảng thời gian đầy niềm vui, đầy tiếng cười. Quý vị hãy chia sẻ những ý tưởng của mình với mọi người xung quanh và họ cũng sẽ rất vui lòng và đưa ra cho quý vị những cái góp ý chân thành, à, khiến cho kết quả nó được tốt đẹp hơn nữa. Thì đây cũng là lúc mà những người tuổi tỵ muốn thử thách mình với những cái điều mới lạ. À, giai đoạn này các bạn đặc biệt có nhiều cái ý tưởng sáng tạo và cái năng lượng làm việc dồi dào. Tuy nhiên, các bạn cũng nên dành thời gian để áp dụng các lý thuyết của mình vào thực tế để mang lại cái lợi ích nhất định cho mọi người cũng như là cho cả cho cả xã hội nữa. À, nếu mà trước đây những người tuổi tỵ có xu hướng hành động quá là an toàn, thì giờ đây à, quý vị hãy thử thay đổi một chút xem sao. Miễn sao là các bạn biết đủ, biết dừng lại khi mà cần thiết, à, không đối thủ nào có thể kìm hãm được cái sự phát triển của các bạn trong trong thời gian tới. Và theo các chuyên gia tử vi, tâm linh học cũng có dự báo. À, trong vận trình 12 con giáp trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 3 lịch thì tuổi tỵ cũng là một trong những con giáp may mắn nhất nhì trong thời gian này với nhiều cát tinh nó vây quanh khiến cho người ta phải ngưỡng mộ vì cái phúc lộc của các bạn một số người thậm chí còn có cơ hội nhận được cái tiền thưởng hoặc là được gì được tăng lương được thăng chức à, các bạn hầu như không phải chịu cái áp lực tài chính nào quá lớn nhờ thế mà có thể thoải mái chi tiêu à, cho các nhu cầu sinh hoạt thì ngoài ra ấy, những người tuổi tỵ thì cũng còn có thể dùng tiền của mình để mà giúp đỡ những người khác trong hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Ở à, bên cạnh đó trong thời gian này thì nói chung ấy, cái vận trình tiền bạc của những người tuổi tỵ thì cũng dễ dàng kiếm được nhiều hơn nhờ cái chuyện kinh doanh buôn bán hay là đầu đầu tư đúng lúc đúng chỗ. À, các bạn còn được đón nhiều cái cơ hội tốt chỉ cần các bạn chăm chỉ nỗ lực thì giàu sang chỉ là cái chuyện nằm trong tầm tay một sớm một chiều đối với các bạn mà thôi ngoài ra thì những người tuổi tỵ cũng cần phải thận trọng khi mà đưa ra những quyết định về tài chính hãy cố gắng nên dứt khoát hơn và tin tưởng vào cái phán đoán của mình nói chung cái thời gian này thì những người tuổi tỵ và những người bạn à, cũng có thể là trải qua nhiều cái trải nghiệm đáng giá mới mẻ thú vị à, quý vị đừng vì bận rộn mà bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để bên cạnh những người mình thân yêu cũng như là những người mà đã giúp đỡ mình chắc chắn các bạn sẽ có những cái kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ bên mọi người thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để những người tuổi tỵ và nửa kia của mình ấy, à, nói chung là làm sâu sắc thêm cái khía cạnh tình cảm đồng thời cũng nâng tầm cái mối quan hệ à, thông qua cái sự thấu hiểu và cái sự đồng hành cùng nhau thêm nữa lại được cái cắt tinh bách việt đến chiếu mệnh nên nó xuất hiện nhiều cái tin vui cho những người độc thân nhưng lại thử thách đối với những người đã có đôi có cặp những người tuổi tỵ đang độc thân ấy, thì có thể gặp được một người đặc biệt hấp dẫn và cái mối quan hệ của các bạn cũng sẽ bắt đầu nóng lên nhanh chóng. Lời khuyên dành cho những người tuổi tỵ trong thời gian này là gì? Phải cân nhắc kỹ lưỡng cái động lực, cái động cơ thực sự của những uh, cái cơ hội tiềm năng đấy và xem xét cái mối quan hệ lâu dài với đối phương. Nói chung trong thời gian này thì cũng nhiều người tuổi tỵ cũng có gia đình rồi nhưng mà vẫn khó khăn chống lại những cám dỗ vì có người khác theo đuổi. Đấy. Thậm chí À, có mệnh chủ là nữ giới còn sẵn sàng quay lưng với chồng con nói chung cái điều này là cái điều không tốt lời khuyên dành cho các bạn là đừng có tham bát mà bỏ mâm khiến cho bản thân mình sau này lại phải gì hối hận thì cũng đã quá muộn vậy nên à, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi tỵ cũng hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để trợ mệnh hộ thân. Phòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư. Đó, đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, ở trong thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày rỗ tổ hùng vương ấy, thì những người tuổi ngọ sẽ gì cảm thấy là được tỏa sáng theo cái cách chân thực nhất quý vị tha hồ mà gì có cơ hội để thể hiện cái bản thân mình à, trong thời gian này thì cái việc bạn cần làm nhất chính là phát huy cái điểm mạnh của bản thân công việc của các bạn trong thời gian tới cũng sẽ có những cái chuyển biến tích cực à, các bạn có thể sẽ gây được cái ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên với đồng nghiệp và cả với những cái đối tác làm ăn nữa thêm nữa lại được nguyệt lệnh nỗi ủng hộ nó là cái dấu hiệu cực kỳ rực rỡ hứa hẹn những người tuổi ngọ sẽ gặt hái được những cái sự ngưỡng mộ và trở thành à, những cái nhân vật quý phái được mọi người kính trọng trong từng cái khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày à, hơn nữa à, trong tháng lại có chính ấn nó nâng đỡ nó có thể giúp những người tuổi ngọ đánh đâu thắng đó đấy một số người tuổi ngọ thì nói chung ấy không chỉ sở hữu một cái khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp rực rỡ nữa à, tuy nhiên à, các bạn nên nhớ không nên kiêu ngạo hay là quá tự hào về cái tài năng của mình vì thực ra các bạn cũng đang được nhiều người giúp sức giúp đỡ để có được những cái gì như hiện tại khi các bạn bắt đầu tự mãn hay là xem thường những người khác thì cái vận may của các bạn cũng sẽ dần dần bị lụi tàn do đó thời gian này các bạn cần phải thể hiện cái lòng biết ơn với cuộc sống với những cái người âm thầm đã tìm cách giúp đỡ cho các bạn không bao giờ cần đền đáp cái công sức thêm nữa trong thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày dỗ tổ hùng vương ấy, thì cái phúc lộc cũng khá dồi dào khiến cho những người tuổi ngọ tha hồ mà tận hưởng nếu các bạn có đủ cái hào phóng ban phát cái tài lộc của mình cho những người kém may mắn hơn ấy, thì lại càng tốt niềm vui cũng sẽ được nhân đôi nhân ba thậm, thậm chí là gì nó được cộng hưởng lên gấp nhiều lần nữa à, thêm nữa trong cái tháng này thì công việc của quý vị nói chung ấy, cũng thêm phần hanh thông thuận lợi xuân sẻ hơn trước mọi việc quả thực là đang tiến triển theo những cái gì mà những người tuổi ngọ đã dự tính Nhìn chung ấy, kế hoạch tiền bạc của những người tuổi ngọ cũng sẽ được hoàn thành đúng hay là trước thời hạn để ra. Nói chung ý, trong thời gian này thì những người tuổi ngọ không phải quá lo lắng đến cái chuyện tiền nong, thậm chí là những ai đang gặp phải vấn đề chưa biết cách xử lý thì cũng ngay lập tức có quý nhân xuất hiện. À, nhiều người tuổi này còn có thể được khen ngợi một cách là công khai hoặc là thậm chí được khen thưởng về cái mặt tài chính. Tuy nhiên, đây cũng là một cái thời điểm phù hợp để các bạn tiết kiệm tiền bạc để dành cho cái thị trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra hoặc là đảm bảo cho một cái tương lai an toàn hơn bên cạnh đó quý vị cũng có thể là gì đầu tư để cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn à, thêm nữa à, trong thời gian này nói chung là trong tháng 3 ấy, đó, thì lại có cực diện ngũ hành nó tương sinh nó cũng là một cái dấu hiệu rất tốt cho những người tuổi ngọ còn độc thân có thể tự tin cho các buổi hẹn hò với một tâm thế tốt thì các bạn cũng sẽ dễ dàng thu hút được những người tích cực vui vẻ lạc quan đến với mình à, có thể các bạn sẽ tìm được những người tâm đầu ý hợp trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 lịch À, những cặp đôi thì càng ngày càng gia tăng thêm cái sự kết nối. Đấy. Khi mà các bạn nhạy cảm, nhanh hiểu và đáp ứng được cái mong muốn của đối phương. Thời gian này hai người gì à, càng ân cần trong cái việc giao tiếp, điều này cũng sẽ giúp nâng cao cái cảm xúc yêu thương giữa hai người. Và để gia tăng thêm cái sự kết nối trong gia đình hoặc là với bạn bè hoặc với đồng nghiệp, thì các bạn cũng nên lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ hoặc là gì à, những cuộc thư giãn nghỉ ngơi vài ngày, à, những cái địa điểm du lịch khang sơ hoặc là trong thời gian từ nay dỗ tổ quý vị có thể đến thì đến tham quan đền hùng cũng như là gì làm lễ dỗ tổ hùng vương để gì để để có được một cái tâm thế thoải mái biết ơn thì từ đó cái năng lượng tốt lành từ vũ trụ nó cũng sẽ trao cho quý vị được gì được mạnh hơn mạnh mẽ hơn giúp quý vị đạt được những mục tiêu trong cuộc sống vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm dạ, con giáp may mắn thứ năm à, trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ấy, thì đó chính là những người tuổi thân À, quý vị thân mến, nói chung ấy, căn cứ vào cái vận trình của 12 con giáp trong khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi thân thì cũng được dự báo là có những cái bước tiến triển đột phá, một bước đã gì dốc toàn tâm toàn lực, quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu thì cái cơ hội bội thu quả ngọt sẽ đến với các bạn, ắt sẽ là cái điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, lại được cái cục diện tam hợp với cái lệnh tháng. Vậy nên là trong cái từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì cái cục diện tăng hợp cát lành nó xuất hiện nó cũng sẽ mở ra những cơ hội phát triển thăng tiến cho những người tuổi thân dù sẽ có nhiều cái việc phải làm hơn ở trong cái thời điểm này nhưng cái tinh thần của các bạn luôn sẵn sàng chủ động nhận việc chứ không hề trốn tránh bản mệnh làm việc thì miệt mài bất kể thời gian để mà chuyên tâm đạt được cái mục tiêu đề ra nói chung ấy trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch có phần mạo hiểm chấp nhận đương đầu với những cái thử thách để tìm ra những cơ hội thành công lớn hơn. Rất may là cái vận khí nó đang ủng hộ các bạn đấy, được ơn trời tổ độ, được tổ tiên hiển linh phù trợ, nên các bạn thì mưu sự thì dễ thành. À, các bạn đang đi đúng đường đúng hướng đó. À, bên cạnh đó những người tuổi thân cũng được cấp trên nâng đỡ, tạo thêm nhiều cái điều kiện để phát huy cái thế mạnh của mình. À, cũng bởi có thể là những người tuổi thân ấy có thể nhìn ra được cái cơ hội thăng tiến và những cái thành quả của mình ấy cũng sẽ thể đạt được tốt lành và dễ chạm tay đến cái cơ hội đến cái đích đến trước mắt những người tuổi thân lại càng thêm hăng say để cống hiến khi mà nhìn ra những cơ hội đó à, các bạn sẽ đưa ra được nhiều ý tưởng và cái giải pháp hữu ích cho tập thể tài năng và địa vị của các bạn nhờ đó lại càng thêm được củng cố và khẳng định thì ngoài cái, cái tinh thần làm việc hăng hái những người tuổi thân cũng sẽ rất là cầu tiến ham học hỏi nên là khả năng ấy, chuyên môn của các bạn cũng như là cái nghiệp vụ sẽ được tăng cường điều này nó rất tốt cho cái chặng đường phát triển ở tương lai à, không như vậy trong cái thời gian này ấy, thì cái vận quý nhân của những người tuổi thân cũng khá là vượng à, cát tinh nó cũng sẽ mang lại cho quý vị những cái mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp dù làm trong bất cứ nghề nghề nào làm trong bất cứ việc gì thì các bạn cũng có thể thoải mái phát huy cái tài năng và cái thực lực của mình không bao giờ phải đơn độc trên cái hành trình trước mắt bởi vậy à, nếu mà đang ấp ủ cái kế hoạch hay là dự định nào đó quan trọng thì các bạn có thể mạnh dạn tiến hành tỷ lệ thành công sẽ cũng sẽ là khá là cao. À, kể cả khi chưa thu được cái kết quả đúng như cái mong muốn ban đầu ấy, thì các bạn cũng có thêm cái kinh nghiệm cho những cái lần tiếp theo, đảm bảo lần sau sẽ thành công rực rỡ hơn thế nữa. Một cái lưu ý nhỏ trong cái tháng này là một, vẫn còn một cái vài cái hung tinh nó rình rập. À tuy nhiên cái mức độ ảnh hưởng của nó cũng không nặng nhưng quý vị cũng cần phải có sự thận trọng chắc chắn và có một cái thái độ khiêm tốn để không vướng vào những chuyện thị phi tiểu nhân ám hại. Trong tháng 3 âm lịch này, đặc biệt là thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 thì nó cũng có tài tinh cao chiếu, lại có thêm cục diện tam hợp thái tuế nó tương trợ giúp đỡ nữa. Nên là các kế hoạch kiếm tiền nó diễn ra khá là suôn sẻ hay thông thuận lợi đối với những người tuổi thân. Với những người làm công ăn lương thì công việc sẽ tiến triển thuận lợi, nên là cái tài vận nó cũng theo đó mà được khởi sắc hơn. Thời điểm này thì tài lộc cũng khá là dồi dào, nhất là vào cái giai đoạn từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ấy thì những người tuổi thân sẽ đón nhận không ít những cái tin vui về thu nhập đó có thể là một cái khoản tiền thưởng nóng nào đó cũng có thể là cái hoặc là cái doanh thu vượt mức hoặc là một cái khoản nợ đã được ai đó trả trước à, những người kinh doanh buôn bán thì cũng có cơ hội hốt vàng hốt bạc từ chính cái sự mạnh dạn và cái sự nhạy bén à, với cái thời cuộc của mình ấy, à, bên cạnh đó cái duyên làm ăn của con sắp này thì cũng sẽ khiến cho các bạn có nhiều cái cơ hội để thể hiện trong cái khoảng thời gian từ nay đến ngày 10 tháng 3 và từ nay đến cuối năm. Đấy. À, các mối quan hệ trong cái thời gian này cũng khá là hài hòa. Các bạn cũng có thêm những cái cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh, gặp được đúng người, đúng thời điểm. Nên là cái tiền tài cứ thế mà sinh sôi nảy nở là cái điều tất yếu. Chỉ cần các bạn biết tận dụng triệt để cái mối quan hệ xã giao thì cái việc đầu tư sẽ cực kỳ là sáng sủa. Nếu mà có ý định mở rộng cái quy mô công việc ấy, thì quý vị cũng nên tiến hành ngay vì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao. Bên cạnh đó, về mặt tình duyên thì nói chung ấy trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 7 tháng 3 lịch ngày giữa tổ hùng vương thì đây sẽ là một cái khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào đối với những người tuổi thân khi mà được tin vui nhân duyên đến thì tìm đến thêm nữa cái tháng 3 là tháng gì tháng thìn nữa chúng ta có cục diện thìn thìn và thân thìn thổ sinh thân kim vậy nên nó cũng sẽ mang lại những tín hiệu tốt lành trong chuyện tình yêu và sẽ có cơ hội cưới hỏi à, thêm nữa lại được cục diện tam hợp nó thúc đẩy lại đảo hoan nó chiếu mệnh nên là gì nó sẽ đặc biệt có lợi với những người đang độc thân cái sự xuất hiện của cái cắt tinh nó cũng mang lại điểm báo cái mối quan hệ à, tương đối là vượng với những người khác giới nhờ đó mà các bạn có thêm được nhiều cái sự lựa chọn hơn nhưng đôi khi cái gì quá cũng không tốt à, cái việc tiên duyên nó có vượng ấy, nó cũng sẽ không tốt đối với những người mà à, những người đã có đôi có cặp ấy. hoặc là những người độc thân thì đôi khi cũng phải đau đầu vì khó lựa chọn đúng không? nhiều khi lắm mối tối đệ nằm không vì thế những người tuổi thân cần phải sớm đưa ra cái quyết định đưa ra sự lựa chọn cho mình do dự sẽ khiến các bạn mất đi cái cơ hội tìm được cái tình yêu đích thực của đời mình ở à, trong thời gian này các cặp đôi đang yêu ấy thì tình cảm ngày càng mặn nồng hơn gia đạo thì an yên vợ chồng con cái thì không xảy ra những cái mâu thuẫn nào đáng 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 kể quá gay gắt có chăng chỉ là một chút xung đột nhẹ nhanh chóng cũng sẽ được giải quyết một cách êm xuôi đấy à, vì thế để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát tị phi hóa giải những cái hạn tiểu nhân thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày dỗ tổ hùng vương đó à trong thời gian từ nay đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ngày dỗ tổ hùng vương ấy, chúng ta sẽ có 5 con giáp được thần tài chiếu mệnh thần may mắn gọi tên được trời thương phật độ mà ban cho cơ hội may mắn đến với mình đó là những tuổi sau một là tuổi tý hai tuổi mão ba tuổi tỵ bốn tuổi ngọ và năm là những người tuổi thân đó là năm con giáp được thần tài chiếu mệnh được ơn trời tổ độ mang lại cho cái may mắn hạnh phúc trọn đời. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.